Mọi người cẩn thận, bảo vệ hang. Ai đó? Thiếu gia, lão gia sắp đến rồi. Biết rồi, mau lên. Thanh này tốt. Ta cầm thanh này. Từ nay về sau, ta muốn cha có cái nhìn khác về ta. Lão gia, Bá Long bảo muốn biểu diễn võ công cho ta coi. Sao? Đến rồi đây. Cha, lão gia, con đến rồi. Con luyện võ công gì? Mau trổ tài ta xem nào. Vậy con xin trổ tài mọn. Chiêu đầu tiên, tài không cướp đao. Tài không cướp đao. Thiếu gia có võ công lợi hại vậy, sao Tiểu Tiểu Long không kể em nghe nhỉ? Tiểu Tiểu Long, cái người cầm đao đó, và bà huynh ấy là người của thôn ta. Bọn em quen nhau từ bé rồi. Giỏi quá, người nhanh lên đi. Tới đây, mau tới đây, tới đây. Tay không cướp đao. Thiếu gia không sao chứ? Thiếu gia đừng đánh nữa. Lồng Nhi, có sao không con? Lão gia, tuổi không sao. Thiếu gia có luyện kim chung trảo thuyết bố sam, đao kiếm bình thường không thể nào đã thương cô ấy. Không sao không sao. Cha, chờ sau này con luyện được thiết đầu công thì sẽ dùng đầu bổ củi cho cha xem. Không ngờ con trai ta đọc sách không được mà lại có khiếu luyện võ. Tiếp theo là nghe tiếng đoán chỗ. Cha, con không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng là đoán được vị trí, mục tiêu rồi tấn công. Võ công này hợp để chiến đấu ban đêm, còn có thể dồn địch vào chỗ chết trong bóng tối. Chiêu tiếp theo, bịt mắt phóng phi đao. Có khi nào phóng lộn không? Nguy hiểm lắm đó. Bách phát bách trúng, không sai đi đâu được.
Cẩn thận đó. Tiểu gia tha mạng. Hay hay, chờ xem, con thành công rồi. Sáng nay ta chưa tỉnh ngủ là cha đã chạy tới bên giường ta, khảo ta là xưa nay có ai không chết. Ta trả lời theo bản năng là ai có thể đại tiện mà không đem giấy. Vậy là bị cha ta đánh cho te tua. Cha ta thấy thất vọng lắm luôn. Nhưng mà ông ấy nói Bá Long đã có võ công siêu quần, không thi văn trạng nguyên cũng được, sau này đi thi võ trạng nguyên cũng rạng danh tổ tông như thường, nên không thể lên kinh thành ứng thí với mọi người nữa. Huynh thì được thoát, bọn ta vẫn phải thi đây. Thì muốn thi cho khét luôn hay gì? Sao lại nói vậy? Nếu không ai thi, sao triều đình chọn ra được rừng cột quốc gia? Học thuộc mấy quyển sách là thành rừng cột quốc gia được rồi à? Học giỏi là được làm quan. Học thuộc cũng được, học hiểu cũng được, chỉ khi thi đậu mới có thể làm cá chép quá rồng, nổi trội hơn người. Tóm lại như kiểu Bá Long thì không tài nào là làm được. Bá Long làm sao? Quynh nằm mơ cũng muốn làm quan văn áo mão đại to, ba hoa khoác lác. Bá Long còn trả thèm kìa. Bá Long muốn làm tướng quân, Quynh biết không? Chả thực tế tí nào. Quynh thì ba bận rồi. Long môn cao bao nhiêu Quynh biết không? Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Không đậu trạng nguyên thì vẫn còn bản nhãn tháp hoa mà. Đủ cho mọi người chia nhau rồi. Ta sẽ chờ ở đây, chờ mọi người áo gấm về làng. Khi đó ta mời cơm các vị đại nhân. Mọi người không được không tới đó. Được, nào, cạn ly. Nào. Bảo trọng gia, sau này gặp lại. Bảo trọng. Thượng lộ bình an. Chờ tin tốt của ta. Tạm biệt. Chủ quán, chỉ cho uống trà. Nhạt nhẽo thế này thì có gì hay đâu chứ. Lên rượu. Làm ăn kiểu gì vậy? Rốt cuộc có cho rượu hay không? Tiểu dị, lên rượu. Các ngài ơi, tiệm trà không có rượu. Ông đây đối lý không nghe đúng không? Cứ bắt ta phải dùng vũ lực. Bằng hữu đây, uống rượu vốn là để trợ hứng, cần gì phải động tay động chân chứ. Chỗ ta có giò thập lý hương, nếu huynh không chê, đưa đây, thì chúng ta cùng uống một ngụm. Bằng hữu, ở nhánh nào? Ta họ Du, tên đầy đủ là Du Bá Long, không có môn phái, một mình đi đường. Ta vừa tiễn các bạn đi xa, đi ngang đây thấy huynh hơn thu uống rượu như vậy, nên giờ gấp vui, dù gì ta cũng chưa uống đã. Nào, được, huynh đệ đây nói chuyện sảng khoái lọt tai. Ta sẽ thử thập lý hương của huynh. Sao nào, đủ mạnh chứ? Đủ, đã lắm. Vậy ngồi xuống từ từ uống. Nào, ra ngồi đi. Vậy ta đi được chưa? Ông không được đi. Lát nữa uống xong thập lý hương, ông phải thêm rượu cho bọn ta. Ông ấy bảo rượu bán hết rồi mà. Quynh tin ông ta sao? Ông ta sợ chúng ta uống rượu xong không trả tiền. Vậy là sao? Tiền trà còn chưa trả kìa. Ta mua chịu chứ không quỵnh. Chờ tí ông đây đầy tiền rồi sẽ trả gấp đôi. Đây, trong này có tiền trà, Quynh đây vừa uống. Số còn lại thì lấy rượu, cho bọn ta thêm vài món nhắm. Được.
Bằng hữu, hôm nay ta không khách sáo với huynh. Ngày sau Vũ Bình trở bình thì chúng ta vẫn ở đây. Ta mời huynh uống 3 ngày 3 đêm. Được, hứa rồi nhé. Dù Bánh Long ta tuy không được xem là người trong giang hồ, nhưng luôn rất khâm phục hào kiệt giang hồ. Vậy cho hỏi đại ca ở nhánh nào vậy? Ta tên Vũ Bình, kiếm cơm nhờ nghề ác tải hàng. Tiêu sư à, vậy chắc võ công phải giỏi lắm. Lăn lộn bao năm cũng có tiếng tăm trên giang hồ. Nhưng đợt này Trần lão đại chiếm Hồ Động Đình, làm trăm dặm xung quanh không được yên ổn. Khách thương ai cũng sợ, không dám ra ngoài. 3 tháng rồi chẳng được chuyến nào. Vũ đại ca, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Hôm nay có rượu hôm nay say, nào cạn. Nào. Huynh đệ, mời. Sau này huynh đệ có cần gì thì tới cửa tiệm cách đây 8 dặm tìm Vũ Bình ta. Xin hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại. Thiếu gia, dạo này lão gia không kiểm tra võ nghệ của cậu à? Không. Đúng là con gái 18 là trổ mã, ngày càng xinh đẹp. 2 năm trước còn là cọng cỏ đuôi chó, chớp mắt đã thành hoa mẫu đơn. Tiểu gia, cậu nhìn trúng Trình tiểu thư rồi có phải không? Tất nhiên là ta nhìn cô ấy rồi, ngươi cũng đang nhìn đó. Cách chúng ta nhìn không giống nhau. Khác chỗ nào? Ta nhìn mặt cô ấy, ngươi nhìn gì? Nhìn chân cô ấy hả? Chối cũng vô ích, tai cậu động đậy, chứng tỏ cậu cũng rung động rồi. Nói bậy, tai làm gì biết động đậy? Bình thường toàn thân chỉ có tai là biết động. Nhưng mà hễ gặp người cậu thích là cậu sẽ rung động, tai cũng động đậy. Ngươi nghe ai nói đó? Bà ta nói. Bà ngươi còn nói gì với ngươi? Bà ta nói phụ nữ đẹp thì rất khó chiều. Lý lẽ quái quỷ gì vậy? Ý là người đẹp nhất chưa chắc đã hợp, người phù hợp mới là người tốt nhất. Cậu xem Trình tiểu thư tinh thông hết cầm kỳ thi quả, cô ấy mà tìm phu quân chắc chắn sẽ kiếm người giỏi hơn mình mọi mặt. Đầu như thiếu gia không biết vẽ, không biết đánh cờ, không muốn đọc sách, như ngươi nói là ta không biết gì hết vậy. Ta tay không cướp đao, nghe tiếng đó chỗ cô ấy cũng thấy cả rồi mà. Nhưng mà cậu, nhưng cái gì nâng người ta tự hạ mình xuống? Thiếu gia, lão gia tìm cậu. Thiếu gia. Cha. Cha. Cha tìm con. Chuyện tốt con làm này. Cha, con không thấy gì hết. Vừa rồi con, thật đó cha, hỏi Tiểu Tiểu Long đi. Xem đi, con xem đi. Còn giả ngu với ta. Dù gia ta đời đời là người đọc sách, là dòng dõi thư hương hẳn hoi, đến lượt con thì lại có thù với việc đọc sách. Gia phong Dù gia bị con phá hỏng rồi. Khi con ra đời, đạo trưởng Nam Sơn đã bối một quẻ, nói sau này con sẽ thành nghiệp lớn. Ta háo hức mong chờ con kế thừa nề nếp tổ tiên, miệt mài đèn sách, đổ đạt công danh. Không ngờ con lại vô dụng như vậy chứ. Người đời ai cũng nói đọc sách là tốt, chỉ sợ không thể đọc được. Ai đọc sách cũng mong thành công khanh, mà mấy ai làm được chứ. Cha, người làm việc lớn,
không nhất thiết phải thuộc lào mấy cái giang chuông đó đâu, phải không nào? Đúng đúng đúng. Bây giờ là thời buổi khoa cử, dù cho Khổng Phu Tử sống lại, giả dụ ông ấy không thi đỗ thì còn ai muốn ông ấy làm tôn sư muôn thuở không? À thì xưa nay anh hùng đều lòng dạ bao la, tóm lại con không làm kiểu thư sinh bảo thủ đâu. Thư sinh bảo thủ còn hơn võ sinh lừa bịp như con, làm mấy cái bình khí giả gạt ta. Đây toàn bộ là quại bảo của con sao? Con còn muốn nói gì hả? Lão gia, lão gia, lão gia. Người nói gì? Có người tìm người ạ? Lão gia, xe lương thực của Trình lão gia nhà ta bị cướp, mời ngài qua bàn việc cả. Lão gia nhà ta còn mời Du thiếu gia đi cùng. Nó. Du huynh, nào 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 nào, mời vào. Mời mời mời. Các tiêu sư nói đối phương là người của huynh đệ Trần gia Hồ Động Đình, nói thẳng tên luôn, không che giấu gì. Năm chiếc xe đều là châu báu quý giá và gạo trắng hảo hạng. Lão đệ đã báo quan chưa? Hồi sáng đã tới phủ đô ti. Người trong nha môn đô ti cười cợt ta, ngăn cản đủ điều, hời hợt hỏi vài câu rồi đuổi ta về, nên ta mới gấp rút tìm mọi người bàn bạc. Huynh đệ Trần gia gây họa cho một vương, bách tính đã oán than lâu rồi, nhưng mà quan phủ cứ sợ này sợ nọ, nghe xong thì mặc kệ, thật khiến người ta khó hiểu mà. Con nghe một người bạn giang hồ nói, huynh đệ Trần gia là hậu nhân của quân khởi nghĩa Trần Hữu Lượng, bị hoàng đế tiêu diệt vào năm đầu quốc triều. 800 dặm Hồ Động Đình là núi bao quanh, thông với Tam Giang, dễ thủ khó công. Họ chiếm cứ Động Đình, quan phủ cũng chả làm được gì họ. Dần dà quan với cướp qua lại với nhau, ai cũng biết mà không nói ra. Nói vậy Trình lão bá bị nha môn đô ti đùn đẩy trách nhiệm cũng không gì lạ. Từ lâu đã nghe võ công của cháu xuất thần nhập quá, có tấm thân đạo phương bất nhập, còn có thể nghe tiếng đoán chủ. Chỉ thần công thân thể đao thương bất nhập thôi, bọn cướp nghe tới là sợ mất mặt, không chiến mà hàng rồi. Lão bá quá khen, trò giặc này không đáng nhắc tới. Nào, nào nào, nào ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tiểu nữ nhà ta rảnh rỗi không việc gì làm nên tập đàn, nó không cần thấy mà tự hiểu. Ta gọi nó ra cho nó gặp lão huynh và cháu nha. Dạ được, được được được. Tốt quá, tốt quá, được được được. Con đừng làm mất mặt nữa, không có tiền đồ. Oh, my God.
Cha, đây là Du bá bá. Được, được, được. Đây là Du công tử. Con ngồi yên đi. Trông Du công tử nho nhã thế thôi, chứ cậu ấy tuyệt kỹ đầy mình. Lần này ta mời cậu ấy tới là muốn nhờ cậu ấy ra tay giúp ta lấy lại xe hàng, chủ yếu là trừ hại lớn cho dân. Không vấn đề, cứ giao cho cháu à. Cháu sẽ vận dụng hết năng lượng giúp lão bá lấy lại xe hàng. Mọi người cứ chờ tin thắng lợi đi. Thắng lợi, thắng lợi. Du công tử giỏi biểu diễn, bọn ta đã thấy rồi. Nhưng đao kiếm bọn cướp dùng là hàng thật, chắc Du công tử không quen đâu. Con bé này đùa đó, đùa đó. Còn coi đó, nhục mặt quá mà. Xin lỗi, tiểu nữ không hiểu chuyện. Xin lượng thứ, lượng thứ. Người đứng lại cho ta, người đứng lại cho ta. Cái đồ vô ơn, ăn táo rào sung, chuyện của ta mà cũng dám đi nói lung tung. Người đứng lại cho ta, miên dây hỏi ta, ta buộc miệng nói thôi. Nói với ai cũng không được nói với cô ấy. Khi đó ta chưa biết cậu về tiểu thư và họ đó có chuyện này. Lâu thôi cả buổi thì ra ngươi có gì đó với A Hoàng nhà cô ấy. Tiểu tử ngươi còn chưa lớn mà đã thích gái rồi hả? Để trước người ta thì bán vũ cầu dinh luôn hả? Tiêu gia quan quá. Quan hả? Tiêu gia, Tiêu gia, ta bị oan. Ý ngươi là ngươi không thích Miêu Nhi? Ta không tin. Ngươi dám nói ngươi không thích Miêu Nhi? Không thích thì đã sao? Nói láo. Không thích thì có lý do không thích. Phải nói ra lý do sao? Tất nhiên rồi. Không thì là ngươi bán chủ cầu dinh. Được, được. Ta nói, ta nói. Miêu Nhi nhìn sơ là đẹp, nhưng nhìn kỹ thì không đẹp tí nào. Nhìn sơ thì nhỏ hơn ta, nhìn kỹ lại lớn hơn ta. Da mỏng, mo bé, mắt to vô hồn, trông không phúc hậu. Không thì làm sao chỉ làm A Hoàng người ta. Tiểu Tiểu Long, Quynh được lắm. Tiểu gia, cậu hại chết ta rồi. Khách sáo rồi, xin lỗi nha. Thiếu gia, giờ chúng ta hòa nhau rồi nha. Hòa cái gì? Tiểu gia đầu đó có thể so với đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của ta không? Không. Người so được với ta không? Càng không. Vậy là được rồi. Ta mới là lỗ to nè. Đúng rồi thiếu gia, ta có cách này có thể giúp cậu níu giữ trái tim của Trình tiểu thư. Cách gì? Đó là lấy lại tiền hàng, giúp được Trình viên ngoại. Nói thừa, ta mà làm được thì cần người nói sao? Nhưng mà chúng ta có thể tìm người. Ai? Vũ Bình. Vũ đại ca, không giấu gì Huynh, ta tới quả thực có chuyện muốn nhờ. Huynh đệ, không cần khách sáo như vậy. Chúng ta là huynh đệ tốt. Xin lỗi, xin lỗi. Dù lần trước chưa cảm ơn đệ nữa. Chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà lần này ta tới tìm huynh cũng như là đòi tiền rượu của huynh vậy. Nói gì vậy? Người trong giang hồ không chơi trò này nha. Mời. Nào huynh đệ, nào uống cạn đi. Thế nào huynh đệ, so với thập lý hương của đệ thế nào? Còn thiếu một chút mà ngon hơn rượu lão Bạch Can kia. Nào, ăn đi. Kể ra Quyên đệ Trần gia là người nơi khác tới, còn chúng ta sinh ra lớn lên ở đây, họ làm chuyện gì cũng không dám làm quá lố. Xe hàng của Quyên đệ bọn ta thường bị bọn họ cũng không dám động vào. Đôi bên nước sông không phạm nước giếng, rốt cuộc có thể lấy xe hàng kia về hay không? Đồ ăn vào miệng rồi, có bóp cổ cũng khó mà nôn ra được. Nhưng mà tên râu rậm dưới trướng lão đại hồi xưa làm ở chỗ ta, ta thì hắn nể nang. Thế này đi, mấy hôm nữa là hội làng, ta hẹn hắn ra, chúng ta gặp mặt. Đệ yên tâm, chuyện của đệ, Vũ Bình ta sẽ lo tới cùng. Vậy được, vậy thì xin cảm ơn đại ca. Ta biết ngay tìm Vũ đại ca là không sai mà. Nào uống rượu nào.
Lạ ghê. Mấy hôm nay không thấy động tĩnh gì. Sao không có bóng dáng người nào vậy? Ta thấy cái họ thích thì chúng ta không thích. Đọc sách viết chữ, gãy đàn làm thơ gì đó. Sự thành tại nhân, ta không tin cô ấy không thích ta. Thiếu gia, cậu không có cửa, liên lụy ta cũng hết hy vọng. Vốn là Miêu Chi cũng có ý với ta. Có cách rồi. Chỉ cần là cái họ thích thì chúng ta cũng phải thích. Cùng chung sở thích sẽ dẫn chúng ta về bên nhau. Thiếu gia, cậu có thể thành công. Nào. Tiểu thư, nhìn kìa. Thiếu gia, câu đàn hay quá. Vất vả rồi. Nào thiếu gia, uống trà đi thiếu gia. Được, uống trà, uống trà. Mở nắp ra. Cao tí, cao tí, cao cao cao. Yên nào, đừng đứng dậy. Đừng ra, vào đi. Nhiều vậy sao? Nhiều gì? Miêu Di bảo, nhiều đây chưa tới một nửa. Tiểu thư và họ đọc cả dạng cuốn sách rồi. Nếu mà là nam nhân, chắc đổ Trạng Nguyên luôn rồi đó. Nói ta biết, ngươi dỗ dành Miêu Di thế nào? Ta tặng cô ấy cây trăm và một củ khoai nướng. Tiểu tử ngươi, dỗ gái một củ khoai nướng là xong rồi. Bạn thiếu gia lại phải đọc dạng cuốn sách. Đương nhiên, ta đẹp trai sáng láng thế này. Tử viết học đi đôi với hành. Bạn từ xa đến, há gì không vui.
Cha, con đang chăm chỉ đây. Cố gắng, cố gắng. Trời ơi, con bớt trò này đi. Nếu con còn như vậy nữa thì tới sáng ta cũng không được. Ta sẽ theo họ con. Thì vẫn vậy thôi mà. Cha chờ mà xem. Đấm đi. Tử giết biết. Biết là biết. Không biết là không biết. Được thật, đọc sách cả đêm thật luôn. May mà tối qua không thể không được chết yên. Thôi, cha theo họ con. Kẻ kém thì vẫn hoàng kém. Ngủ y như con heo chết. Nhìn mắt con trai ta, mở to như con trâu. Con trai, cha tự hào vì con. Suýt nữa là làm ồn nó học bài. Cố lên con trai. Gặp nhau khó, chia xa cũng khó. Gió đông ngưng, thổi trăm hoa sát sơ. Đầm xuân tới, chết tơ ngủ ngang trăm mối. Xé khăn tay, nến lụi tàn. Lệ cũng cạn khô. Là nước mắt hay là ghen? Toàn chữ viết sai, không thể cho ai xem. Vậy không thể cho người khác xem. Vậy thì sửa giúp ta đi, giúp ta đi. Ta bảo rồi, ta không làm được. Thiếu gia, trình độ của cậu cũng quá là hữu hạn. Rốt cuộc có được hay không đây? Tất nhiên là được rồi. Làm sao đây? Chi tiền đi. Hay lắm. Hay lắm. Viết khá là hay. Không phải phép đâu. Lần này cậu ấy không thể thoát khỏi bàn tay ta rồi. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng thiếu gia. Nhẹ thôi. Đây là chân. Không phải cỏ nhà ngươi. Lỡ tay. Tiểu thư, Du công tử chẳng những độc mà còn nắn nót viết lại. Phải tốn bao nhiêu công sức chứ. Có lòng quá rồi. Làm người ta thấy thương quá. Vậy chữ mỗi bài đều khác nhau. Hiển nhiên được viết bởi những người khác nhau. Chắc chắn huynh ta đã bỏ tiền ra thuê người viết. Tiểu Tiểu Long, thank you.
hỏi thế gian tình là gì mà lứa đôi thề quyền sống chết. Nói vậy là dụ ngắm trăng với tiểu thư và họ Bể rồi. Trình tiểu thư chỉ nói một chữ. Nói gì? Cô ấy nói không cần nói với ta biết rồi, nhất định là không. Không phải. Lẽ nào cô ấy nói là được? Cũng không phải. Nè, rốt cuộc là nói gì? Nói cho ta biết đi. Cô ấy nói hứ. Ta đánh chết ngươi. Sao rồi? Vinh đệ, Vũ đệ ca, đến rồi à? Sao lại chọn chỗ này? Chi không đủ quách sao? Không phải, quách quá rồi. Mời tên đó còn khiến đệ tốn kém nữa. Ta làm nở mặt đại ca mà. Với lại thập lý hương ở đây chính gốc nhất. Lát nữa uống thêm vài chén. Mau lên món. Đào, đại ca. Đại ca. Đại ca vẫn khỏe chứ? Mấy năm không gặp, biết văn dở rồi đó. Nào rau rậm, giới thiệu với đệ, đây là Du công tử. Du công tử, hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh. Nào mời ngồi. Rau rậm, làm ăn khá đó chị. Tạm tạm thôi. Hồi đó đệ kiếm cơm giờ tải hàng, giờ đi kiếm cơm giờ cướp hàng. Hai chén cơm nào ngon hơn? Đại ca, ta biết ta theo Trần lão đại, quên coi thường ta. Nhưng mà giang hồ là người một nhà, quên đệ đây cũng vì kiếm cơm. Đường rộng thênh thang, mỗi người một ngã, ai cũng có chí riêng mình. Râu rậm, đệ chạy ra làm riêng ta không trách. Nhưng những ngày qua đệ theo Trần lão đại cướp bóc của dân, làm trăm dặm không được yên bình. Đừng trách đại ca nói đệ. Đại ca, đừng nói khó nghe vậy. Ta không phải cướp bóc của dân, ta là cướp người giàu chia người nghèo. Giảm nhí. Chia người nghèo chia cho ai rồi? Còn các ngươi đi, ai nấy béo múp, vỗ béo cho mình chứ gì. Nào lên rượu. Nào nào, thử thập lý hương, xem thử thật hay giả. Nếu là giả, chúng ta bắt đền gấp đôi, đánh sập hàng giả. Nào uống. Đại ca, nào bớt giận đi, ta mời huynh một ly. Nào cạn đi đại ca. Mấy hôm trước vụ cướp xe hàng là đệ làm đúng không? Đúng là ta làm. Giờ trúng người nhà rồi. Hàng là của Thúc Du lão đệ. Du lão đệ xem trọng ta, nhờ ta đứng ra hòa giải. Râu rậm, để nói coi chuyện này nên làm sao. Đại ca, Quỳnh biết quy tắc giang hồ đó. Làm gì có chuyện hàng đã ăn rồi lại nhả ra. Nếu ta bắt đệ nhả thì sao? Vũ lão đại, Quỳnh quản nhiều quá rồi đó. Hàng là ta nuốt, nhưng nhả thì không đến được ta. Muốn thả thì đi tìm Trần lão đại đó. Đệ tưởng ta không dám sao? Đã vậy, ta xin cáo từ. Sao? Mới thế đã muốn đi à? Đệ chỉ nhờ vào dùng đất nhỏ này. Có một ngày Trần lão đại bà gãy thì đệ vẫn phải lăn về. Chưa đường lui cho mình. Đừng có làm tuyệt tình quá, kẻo lại bị bà con đè ra chửi. Chết rồi cả bộ tổ cũng không vào được. Râu rậm huynh, chút tâm ý, đây là quà gặp mặt, xong việc sẽ còn hậu tạ. Thẩm lão gia quý phủ, vinh dự giành hạng nhất, thăng chức đô ti lệnh.
Văn Đào, Văn Đào, Văn Đào, Quỳnh xem, Văn Đào, ta nè, Văn Đào, không sao, không sao. Đó là huynh đệ ta, thi đậu tiến sĩ về làm đô ty rồi. Vậy sao Vũ lão đệ? Vậy sau này giới thiệu cho ta làm quen nha. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Vậy được đó. Đứng lại, đứng lại. Bọn ta tìm Thẩm Văn Đào. Tên của Thẩm đại nhân mà ngươi cũng gọi được sao? Thiếu gia nhà ta và đại nhân nhà ngươi là bạn từ thuở nhỏ. Hôm nay đại nhân có lệnh không gặp khách nào hết. Đi thôi. Hồ Động Đình, nước sâu sóng to, có nhiều cỏ lau che chắn, núi non bao bọc, cơn số hang động to nhỏ, địa hình rất là chi hiểm trở. Bọn thổ phỉ chiếm cứ nơi này dễ thủ khó công. Nếu muốn dẫn binh đi dây quét thì cũng chỉ dùng trí, không được cố đánh. Nếu cho ta đem một đoạn, nếu cho ta đem một toán quân tiên phong thì ta sẽ lẻn vào xào huyệt bọn thổ phỉ từ đây rồi bưng hang ổ của hắn. Đủ rồi thiếu gia, ta nghe cả trăm lần rồi. Đôi láo, đây là chiến thuật mới của ta vừa tối qua. Tối qua cậu có viết thiệp cho Thẩm Văn Đào kia, cậu ta vẫn không gặp cậu. Vốn là bạn bè gặp nhau, giờ còn phải gửi thiệp. Này cũng như cởi quần đánh rắm, tốn công làm chuyện thừa. Hồi còn đi học, Thẩm Văn Đào đã thích cái nghi lễ rườm rà rồi. Nói thối này đã bao năm rồi, trong chốc lát sao mà sửa được. Giả lại huynh ấy còn làm quan, bận tới nỗi không nhớ mời cơm khách là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Thẩm đại nhân, được lắm. Ta qua chỗ huynh, nào là quan, nào là ải. Huynh tới chỗ ta chả thèm nói trước, đi thẳng vào, không coi được tí nào hết nha. Bá Long, ta nói trước với họ rồi, sau này vô công tử đến là sẽ thông suốt cả đường. Thôi bỏ đi, sau này không có chuyện gì ta sẽ không tới chỗ huynh thì hơn. Giờ huynh là quan cao, ta giới không nổi. Bá Long, huynh không thể nào trách ta được. Quan trường, cốt là ở chữ trường. Chốn đó là nơi quyền diệu vô cùng, bao gồm con người, tình nghĩa, rượu chè, dịp này dịp kia, trong đó phải có thể diện. Hễ mà làm quan thì thể diện là không thể thiếu. Không hiểu? Huynh chưa làm quan, không hiểu là phải. Giờ huynh làm quan thì ngon lắm phải không? Ức ca thì sao? Trượt rồi. Vậy còn lão giáp? Trượt rồi. Vậy còn Bá Long? Vẫn ôm mộng tướng quân à? Huynh thế này là bàn việc binh giấy đúng nghĩa luôn. Văn Đào, à không, đô ty đại nhân, đây là bản đồ trăm dặm quanh hồ Động Đình, do ta dày công làm nên. Sau này mà dẫn binh về thổ phỉ cho huynh sẽ mang lại tác dụng không thể nào đong đếm được. Huynh giữ lại đi. Huynh chờ khi từ Hà khách tới chơi hồ Động Đình thì giao cho ông ấy. Nè, đây là bản đồ quân sự, đây không phải bản đồ du ngoạn. Có nhầm không vậy? Huynh đó đúng là phần tử hiếu chiến, cuồng chiến tranh. Huynh không định diệt thổ phỉ sao? Ta diệt thổ phỉ gì chứ? Bao nhiêu kỳ đô ty đều không diệt. Ta cần chi vừa nhậm chức đã tự chuốc khổ. Có phải huynh không hề định diệt thổ phỉ không? Nạn thổ phỉ hoành hành đã có từ lâu, muốn diệt tận gốc không phải ngày một ngày hai. Diện cớ, hồi đó huynh đọc sách, người phỉ bán quan phỉ mặc kệ thổ phỉ không phải huynh sao? Thề thốt tỉnh quyền cho dân không phải là huynh sao? Bá Long, mỗi lúc mỗi khác chứ. Quan trường còn có lời răn cổ: không mong có công, chỉ mong không mang tội. Manh động không khéo là không thể xử lý được. Ta biết ăn nói sao với cấp trên của ta. Vậy nhưng, được rồi Bá Long, ta tới chỗ huynh không phải để động viên chiến tranh đâu. Thiếu gia, tiểu thư Trình gia lên lầu rồi. Đi thôi, đi thôi. Theo ta, mau, mau, mau. Đi nào. Nhìn đây. Sao nào? Mắt thấy là thật phải không?
đẹp thật phải không? Nhớ ra rồi à? Nhớ gì? Không, ta mất tập trung. Thấy cô nương xinh đẹp là mất tập trung. Quỳnh đang tán tỉnh cô ấy sao? Ta tán tỉnh cô ấy hả? Sao ta lại tán tỉnh cô ấy chứ? 2 năm trước còn như cọng cỏ đuôi chó. Ta tán tỉnh cô ấy, đùa. Cô ấy là con gái thôi. Chứ cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông minh, nên cô ấy ngạo mạn lắm. Giỏi thật. Đại tiến sĩ được triều đình phong cho như huynh. Nói bừa vài câu hạ oai cô ấy đi, để cô ấy biết võ quýt dày có móng tay nhọn. Mau mau mau, mau đi đi. Được. Hai nước tranh hùng xuất binh ra, dàn hàng ngũ quân định thắng thua. Ngựa như đường vòng chạy lên trước, tướng ở rừng sâu ngại diễn chinh. Thừa dịp nguy xuất xe gom tốt, pháo nặng ngăn sông đáp thủ hành. Hiểu chuyện quân tình là thường thấy, một ngày thành công ắt thái bình. Hay, thơ hay, thơ hay. Chẳng phải Tinh Quang Họa Thẩm đó sao? Đồ ngốc, bạn của Du Bá Long ta xuất khẩu thành thơ, đã phục chưa? Để sau này cô còn dám ức hiếp phủ ta, không có ai không? Thơ hay, thơ hay. Tiểu thư, xem ra Du Công Tử và tên Họa Thẩm tuy là bạn thân, nhưng mà sở thích của họ lại hoàn toàn khác nhau. Bài thơ đó hình như ta đã đọc rồi, giờ lại tìm không ra. Có lẽ là ngày ấy nổi hứng làm. Con trai ngoan. Cha, mấy ngày qua ta thấy con đọc sách rất chăm chỉ. Khá lắm, khá lắm. Nhưng mà vẫn phải nỗ lực. Dạ, con sẽ kiên trì không ngừng nghỉ. Lần trước con nói phép với Trình gia, rốt cuộc giải quyết sao đây? Ông ấy chờ tin con suốt đó. Cha, con tự có sắp xếp. Cha, mọi người chờ thêm vài ngày là có tin thôi. Nhớ nha, cố gắng. Cố gắng hơn nữa. Phải cố gắng. Cố gắng thêm. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Chuyện gì? Thẩm công tử lại tới. Bá Long, chỗ huynh là đất phong thủy tốt đó. Bên này phong cảnh đẹp, một vẻ riêng. Phong cảnh đâu ra chứ? Con người là linh hồn của vạn vật. Có gia nhân là ắt thành cảnh đẹp. Ta thích ngựa chiến và binh khí, cô ấy thích ngâm thơ vẽ tranh, khác nhau một trời một vực. Văn chương thiên hạ đầy ra, làm thơ há chẳng dễ sao? Phải rồi, huynh làm cho ta bài thơ đi. Ta chém vào mặt cô ấy, chọc cô ấy tức chết, để cô ấy khỏi xem thường người ta mãi. Được, không thành vấn đề. Đa tạ đa tạ, dễ thôi mà. Lâu rồi không dụng bút. Chê cười rồi. Thơ hay thật. Vất vả rồi, vất vả rồi. Được không? Được. Chúc
cho ta xem thử. Gì vậy? Cô xem là biết thôi. Thiếu gia nhà ta bị tiểu thư nhà cô chèn ép tới nỗi bắt đầu làm thơ luôn. Thì tiểu thư nhà ta có phúc thôi, thiếu gia nhà huynh lại ân cần như vậy. Dễ thôi mà, mai ta cũng nhờ người viết thơ cho cô. Ta không thèm đâu. Chính cô nói đó nha, không thèm thì mới tốt, thèm là thảm mất. Một bài thơ đã làm nhà ta đảo lộn cả lên. Thơ của Du công tử hay không ạ? Đây đâu phải là thơ của Du công tử. Huynh ta biết làm thơ khi nào chứ? Nghe Tiểu Tiểu Long nói, thiếu gia nhà họ giờ muốn lấy thơ để gặp tiểu thư. Phượng Nhi, cha, lão gia. Mấy bận trải qua đêm quạnh quẻ, chẳng lẽ tần lâu có tiêu ngọc, ngân hà trong gan tức mà chẳng thể khoa, thà rằng đừng để thẩm lan hao gầy. Ngồi bút của ai vậy? Lão gia, đây là Du công tử viết. Du công tử, không đúng vậy. Thà rằng đừng để thẩm lan hao gầy. Thẩm Lan, lẽ nào là tên họ Thẩm? Miêu Nhi, đừng nói bậy. Tên họ Thẩm nào? Cái người đậu tiến sĩ làm đô ti ấy hả? Thẩm đại nhân bộn bề công việc mà vẫn nhận lời mời, đúng là quý quá cho nhà ta. Trình viên ngoại là dinh sử vọng tộc dùng này, quan địa phương như ta nên ghé thăm từ sớm mới phải. Thẩm đại nhân tài năng gốc trời, đỗ đại tiến sĩ, xứng làm tấm gương cho hậu nhân. Đây không phải là vinh quang của mình ngài, mà cũng là vinh dự của bách tính Hồ Châu. Trình viên ngoại quá khen. Thẩm đại nhân vốn là người Hồ Châu, giờ lại là đô ti Hồ Châu, che chở cho bà con, càng là chuyện bay của bách tính. Đâu có, đâu có. Nghe danh Thẩm đại nhân tài văn chương nổi trội, có thể cho bọn ta được may mắn tỉnh hội không? Trình viên ngoại, đang thử tài ta sao? Không không không, ta một lòng muốn Thẩm đại nhân lưu lại tranh chữ, nhưng lại không dám phiền ngài phí tâm sức. Thế này đi, ngài chỉ cần viết một chữ Thẩm là đủ cho bọn ta bình phẩm rồi. Được, vậy ta sẽ trổ tài mọn. Được, mời. Đa tạ. Đa tạ đại nhân ba chữ. Thà rằng đừng để Thẩm Lan hao gầy. Thẩm Lan này là Thẩm Lan đó. Này là tổ tiên Trình gia ta tích đức. Rễ sang rễ hiền sắp chạy tới nhà rồi. Cha, đừng nói vậy mà. Còn chưa nghĩ kỹ mà cha đã làm ầm lên rồi. Còn nghĩ gì nữa? Thẩm đại nhân vừa có tài, vừa có tướng mạo, lại thêm cả địa vị, cái gì cũng có. Còn nghĩ gì nữa? Ai biết nhân phẩm ngày ấy thế nào đâu? Nhân phẩm là thế nào? Nhân phẩm tức là người chia làm mấy bậc, mỗi cái khác giá trị nhau. Ta thấy ngày ấy là nhân phẩm, là món hàng ai cũng muốn dành. Biểu Nhi, ta nói đúng không? Đúng vậy, lão gia. Phượng Nhi, đây là phúc của con, còn băn khoăn gì nữa? Lương duyên trời ban, ta làm chủ rồi. Đi gặp Thẩm đại nhân đi. Thiếu gia, cậu còn mày mò cái này sao? Ta thấy nếu tấn công trực diện, lại còn tấn công trực diện nữa, người ta chặn hậu cậu rồi kia. Đâu có, không được làm lung lay lòng quân. Thẩm Giang Đào đánh vào phê phòng Trình Hồi Phượng rồi. Hồi Phượng tiểu thư vẫn khỏe chứ? Bảo sao Thẩm Giang Đào ngày nào cũng tới. Tên tiểu nhân âm hiểm này, Liên Nhi cô vừa gọi là ai vậy?
Mỗi lần cậu ta tới tìm thiếu gia, thực ra là để gặp Trình tiểu thư. Trước đây ta từng thấy tiểu thư đánh cờ ở đây, thấy vô cùng thán phục. Dù văn đào ta không giỏi kỹ thuật, nhưng lại ham học hỏi, không biết tiểu thư chịu chỉ giáo không? Thẩm đại nhân khiêm tốn quá. Bài thơ bàn cờ hôm đó bình luận thế cờ hai bên gần gũi sinh động, ý vị tuyệt vời. Nếu mà không có kiến thức chơi cờ thì không thể nào làm được. Vậy có thể thấy Thẩm đại nhân chẳng những hiểu cờ mà còn hiểu thơ. Đâu có, bài thơ vụng về thôi. Thực ra ta thích ánh thơ tinh tế trữ tình hơn. Đúng rồi, Hồ Vượng tiểu thư, hồi trước ở hội làng ta đã mua chiếc khăn tay, hôm nay tới phủ, một là ghé thăm lệnh tôn, hai là tặng quà cho tiểu thư để tỏ lòng ái mộ văn đào ta dành cho tiểu thư. Mong tiểu thư đừng chê. Cảm ơn Thẩm đại nhân. Thẩm đào à, Thẩm đào, người háo sắc mà còn lớn mật, người thấy lợi quên nghĩa, trọng sắc kênh bạn, ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo, mượn đao giết người, mượn hoa dân phật dạy nguy cứu triệu. Thiếu gia, này là chiến thuật chiến lược cậu học mỗi ngày mà. Đúng vậy, bị tiểu tử đó trộm dùng hết rồi, dùng để đối phó với con gái. Chúng ta ra sức chửi hắn. Đúng vậy, chửi chết hắn. Miêu Nhi, Miêu Nhi, tiểu thư, sao vậy? Còn nhớ bài thơ về Thẩm Đô Ti làm không? Nhưng mà bài thơ này vốn do hoàng đế Hồng Hy làm, sao ngày ấy lại nói là mình làm? Thì để tự giác vàng lên mặt đó. Tiểu thư, xem cái này đẹp không? Đẹp thật đó. Đại ca, cô nương này đẹp vậy, làm áp trại phong nhân cho vị gia đảm bảo hợp. Vị gia treo thưởng rồi, ai tìm được người ngày ấy vừa ý thì sẽ thưởng 200 lượng bạc. 200 lượng, đi. Chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Đối với ta, chuyện lớn đã có lâu rồi. Tiểu thư Trình gia bị thổ phỉ bắt đi rồi. Ta và tiểu thư đi dạo phố, giữa đường gặp thổ phỉ, tiểu thư bị bắt đi rồi. Trình lão bá, Văn Đào, tứ môn ở Hầu Châu đã cho người đuổi theo rồi. Bọn cướp có thể là Trần lão đại ở Hồ Động Đình. Ban ngày ban mặt dám cưỡng ép dân nữ, chắc chắn là họ. Ta có thể sai người dò la tin tức rồi bàn lại. Vô ích thôi. Nhưng chúng ta phải nghĩ cách cứu người chứ. Quỳnh nói nghe dễ lắm, có nhiều đây binh mã rời xa chiến trận lâu ngày, đi vào động binh 800 dặm chiến đấu với bọn cướp đã quen nghề, làm sao thắng được. Hơn nữa, nếu để cấp trên ta biết ta huy động nhân lực bốc đồng vì Hồng Nhan thì ta biết ăn nói sao? Trình tiểu thư là ý trung nhân của huynh mà, Quỳnh đâu thể trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào miệng cọp. Quỳnh không được nói hưu nói dưỡng. Một, không có xính lễ.
Hai, không nhờ người bay mối, sao Quỳnh nói lung tung thế được? Giả lại, nếu mà truyền ra, bảo là vị hôn thuê của Thẩm Văn Đào ta bị thổ phỉ bắt mất, ta biết nhìn mặt mọi người thế nào? Vậy Quỳnh cũng không thể thấy chết không cứu. Thà là nát ngọc còn hơn ngói lành. Trình tiểu thư rơi vào hang cướp, chắc chắn khó thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Tiếc thay cho tấm thân trong trắng của cô ấy. Rốt cuộc Quỳnh có phái binh không? Dù Bá Long, Quỳnh khổng sự. Buông tay ra. Quỳnh muốn tạo phản sao? Thẩm Văn Đào mặt người giả thú, thấy Trình tiểu thư rơi vào tay bọn cướp, lo rằng cô ấy không còn trong sạch, sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình nên trốn đi thật xa. Hắn không trông mong được nữa rồi. Huynh đệ của chúng ta thì không nói gì, nhưng chỉ mấy huynh đệ ta xông vào hồ động đình là bằng với đi nộp mạng. Sao vậy? Nên mấy chị được dùng trí, không được cố đánh. Thực ra nha môn có truyền, mấy năm trước nha môn truyền thủ cứ tới một tướng quân du kích đang truyền chiến bảo vệ diệt thủ phỉ, làm một hồi lại thành đầu dôi đuôi chuột, sao cũng yểm luôn. Mấy con truyền đó ở ngay đây. Dù lão đại, sư huynh ở đây. Ta muốn giờ đệ chuyển lời cho Trần lão đại, nói là tướng quân du kích Tân Diệp muốn ghé Sơn Môn. Đại ca, huynh muốn làm gì vậy? Làm gì? Tạo mối quan hệ chứ gì? Giờ quan quân Tân Diệp nào mà không cố thân thiết với các ngươi đâu. Đại ca, nhưng mà chuyện này... Được rồi, không để đệ thiệt đâu. Đại ca, vậy thì ngại lắm. Được rồi, bao đi đi. Bá Long đến rồi, nào. Đây là Vũ Bình Vũ đại ca, là tiêu sư lực danh ở Hồ Châu. Quỳnh ấy tiếp xúc với Trần lão đại đã nhiều năm. Đô ti đại nhân, nếu nha môn vào động đình diệt thổ phỉ, ta sẵn lòng liên lạc bạn hữu khắp giang hồ dốc sức giúp đỡ. Lại là ý của Bá Long phải không? Quỳnh ấy luôn thích kết giao bạn giang hồ, đánh đấm giết giết, ra thể thống gì. Vậy là Quỳnh quyết tâm không quản phải không? Quỳnh phải cho ta thời gian. Không phải ngươi không quản là được đâu. Người đâu? Người đâu? Người đâu mà tới đây? Người đâu? Cho ta một con thuyền, bọn ta phải đi phá án. Xin hỏi ngài có công văn không? Tất nhiên là có. Đây là thủ dụ của đô ti đại nhân. Mau mau mau, chuẩn bị thuyền, chuẩn bị thuyền. Du công tử, suốt dọc đường chúng ta đã làm ký hiệu, đảm bảo huynh đệ phía sau có thể tìm thấy được. Để cứ yên tâm đi, sắp đến hang ổ thủ vị của Trần lão đại rồi.
Người đâu? Người đâu mau tới đây? Đại nhân, người đâu? Đại nhân, mau, mau cởi trói cho ta. Hai tiểu tử đó trộm thủ dụ của ta. Đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta. Phía trước là bến tiên dân, rau rậm chờ chúng ta ở đó. Được. Đại ca, rau rậm, rau rậm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đầy đệ ấy là sao vậy? Du công tử là bạn thân của Đô Ti mà. Nhà đệ ấy lại giàu, làm tướng quân du kích lại chẳng dễ sao? Rau rậm, ta sẽ không bạc đãi huynh đâu. Trường lão đại nói sao? Ta gửi thiệp đỏ rồi. Lão đại nghe nói có tướng quân du kích tới thì rất vui. Mấy năm trước cũng có chuyện này rồi. Tướng quân du kích tân nhiệm, xưng huynh đệ với lão đại bọn ta. Hai bên đều được lợi. Mời vào, mời vào. Mời, đi. Nghe nói Thiên Kim tiểu thư Trình gia giàu có, bị chị gia các người đưa tới sân trại rồi. Đúng đúng đúng, mới đưa tới sân trại mấy hôm trước. Nha đầu này không ăn không uống gì 3 ngày 3 đêm rồi. Vốn là định hôm nay thành thân, giờ phải đợi sang ngày mai. Lão đại, tướng quân du kích tới. Cung nghênh tướng quân. Đại đương gia nổi danh gần xa, ngưỡng mộ đã lâu. Mời. Đại nhân, xin cho các huynh đệ bái một cái. Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Các vị huynh đệ đều là anh hùng hảo hán giang hồ. Khi bản quan chưa tới đã nghe danh. Hôm nay bản quan phụng lệnh tới ngắm quân trại của địa phương. Quay quẩn cũng gặp các huynh đệ thôi. Vừa hay chí hướng hợp nhau. Hôm nay đặc biệt đến thăm hỏi. Hôm nay không có phân biệt quân hay dân. Không cần hành lễ quan và dân. Chỉ có chủ và khách với nhau. Đa tạ tướng quân yêu mến. Tướng quân, chừng đó chúng ta bắt tay, Hầu Động Đình sẽ càng là thiên hạ của chúng ta. Hồ Động Đình là dừa cá tôm, thứ gì cũng có. Tướng quân, chờ hưởng phúc đi. Được, huynh đệ, lên rượu. Hôm nay ta sẽ uống cùng tướng quân không say không về. Phải say hết nha. Ai mà còn không say là xem thường bản tướng quân. Nghe thấy chưa huynh đệ? Hôm nay tướng quân nói nhất định phải uống say. Không ai được tỉnh hết. Ai tỉnh táo, xử người đó. Nào nào, rồi đi. Mời, mời. Nào đại ca, ta mời huynh một ly trước. Nào nào uống. Nghe Râu Rậm nói ngày mai là đại đương gia thành thân. Tân đương tử là mỹ nhân trăm người có một. Không phải trăm người có một, mà là dạng người mới có một. Nhưng mà giờ chưa giải quyết im xuôi. Ta nhốt cô ấy ở phòng củi đằng sau rồi. Theo bản tướng quân thấy phụ nữ là phải đánh. Đánh là chịu thôi. Đúng. Anh hùng hay cùng chung suy nghĩ. Nào cạn. Rượu ngon, rượu ngon. Nào nào. Ta mời huynh một ly. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt. Nào uống. Huynh đệ ta cạn. Huynh đệ có trượng nghĩa không? Trượng nghĩa, trượng nghĩa, trượng nghĩa đúng không? Đại ca, mời thêm một ly. Nào uống. Nào huynh đệ sao vậy? Rót vào. Hai huynh đệ năm trạng nguyên. Uống rượu, uống rượu. Uống uống.
uống. Đại đương gia tử lượng tốt quá. Nào nào. Nào nào nào, rót đây. Rượu ngon. Chén nhỏ không uống đã. Chúng ta đổi sang giò to. Giò to được không nào? Dám không? Được, đổi giò to. Nào, cạn. Số mấy đây? Một. Bao nhiêu đây? Hai. Một cộng một bằng bao nhiêu? Ba. Một cộng một sao bằng ba được? Phạt rượu, phạt rượu. Được. Tủ lượng tốt. Đây là bao nhiêu? Cái này. Mọi người nghe đây, cảnh giới nghiêm vào. Tên nào tỉnh thì cho hắn ngủ say mãi mãi. Rõ. Đại ca, chúng ta đi. Để chờ đã. Để ta. Du công tử thế nào rồi? Chuyện nhỏ. Ta vào nha. Trình tiểu thư. Trình tiểu thư. Sao lại là huynh? Sao huynh lại tới? Ta tới cứu cô đó. Số thủ vị đó đâu? Bị ta xử lý hết rồi. Vì cô dù gì ta cũng làm được. Lên núi đao, xuống biển dầu. Mười hình phạt tàn khốc. 18 tầng địa ngục ta đều không sợ. Huống chi mấy tên đạo tặc khảo khấu, giết người không chớp mắt, hung hãn bạo tàn cỏ con kia. Ta liều mạng bất chấp luôn đó. Thực ra ta giả mạo tướng quân Du Kích, lừa hội trưởng lão đại, chút say hết bọn họ. Cô biết đó, hồi còn ở nhà ta rành nhất là làm giả. Nhưng mà lần này, nếu cô không thích, sau này ta có thể sửa. Ta có thể sửa đối tốt hơn một chút. Cùng lắm thì đọc thêm sách. Không ấy sau này ta sẽ chơi hàng thực. Ta thực sự làm cô ghét đến vậy sao? Mỗi lần cô thấy ta đều không vui. Ta không có ý khác. Ta chỉ mong cô đừng ghét ta như vậy. Đây là khóc gì mừng. Khóc gì mừng. Nói vậy là cô vui. Cô không ghét ta nữa. Thật sao? Không nằm mơ à? Đại đương gia. Đại đương gia. Đại đương gia. Nào, mau dậy đi. Tướng quân ta chuẩn bị rượu và trên thuyền. Muốn mời lại ngài. Uống. Uống tiếp. Đi. Đi. Dìu cẩn thận nhé. Đi.
bao vây bọn họ. Trình tiểu thư, đừng sợ, không sao đâu. Văn Đào, Văn Đào, Văn Đào Quynh, nghe ta nói đi Văn Đào. Dù Bá Long, cuối cùng ngươi cũng về. Ngươi cả gan uy hiếp mệnh quan triều đình, trộm công văn, trộm thuyền chiến, phạm tội tày trời. Không nghiêm trọng vậy chứ? Quynh không thấy ta đưa Trần Đại về rồi sao? Vừa hay, bắt hết một lượt cho ta. Được. Thẩm Đồ Ti, Du công tử dũng cảm làm việc nghĩa có tội gì? Quynh ấy vào hang cọp cứu ta, còn bắt được tên thổ phỉ cầm đầu. Quynh ấy chẳng những không có tội mà còn có công. Du Bá Long cấu kết thổ phỉ, làm sằng làm bậy, giải vào đại lao cho ta. Dạ. Văn Đào, Văn Đào, Văn Đào, Quynh nghe ta nói. Quynh vô tình quá đó. Văn Đào, Thẩm Văn Đào, Quynh nghĩ kỹ lại xem, ta có tội gì? Ta vào hang cọp, ta có công mà. Thẩm Văn Đào, Quynh nghe ta nói, ta là công thần cơ mà. Hồi Phượng tiểu thư, Du Bá Long chung hội với Lục Lâm, đúng là hết thuốc chữa. Hẳn là cô gặp phải chuyện này kinh sợ lắm phải không? Lồng Nhi, Lồng Nhi, cha, thiếu gia, đem món gì ngon cho con vậy? Đến lúc này rồi còn nghĩ tới ăn. Thẩm Văn Đào làm gì được con? Cùng lắm là nhốt con thêm vài ngày, cuối cùng vẫn phải thả con thôi. Từ phủ tới Hồ Châu rồi, tới vì chuyện của con đó. Ngày ấy muốn làm sao? Ngày ấy bảo chuyện của con nhất định xử lý tới cùng. Thiếu gia, khi đó Tiểu Tiểu Long sẽ nhặt xác cho cậu, năm nào cũng ra mộ thắp hương cho cậu. Gẫm lại tướng quân du kích ta, chinh chiến động đình, dụng mưu bắt tên thổ phỉ cầm đầu, quay phong cỡ nào. Không ngờ sau cùng lại to trong tay tên tiểu nhân đó, còn liên lụy Vũ Bình đại ca. Long Nhi, bất kể thế nào, cha cũng sẽ nghĩ cách cho con. Cha, con bất hiếu, sau này không thể biểu diễn thiết đầu bổ củi cho cha xem nữa. Rồi rồi rồi, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Trình tiểu thư đến rồi. Du bá phụ, cháu đến báo tin mừng cho công tử. Báo tin mừng? Báo tin mừng gì? Nói ta mừng là mừng ở chỗ cô không lạnh lùng thờ ơ với ta nữa, nhưng mà mừng xong rồi sẽ buồn. Không ngờ ngày chúng ta hiểu nhau lại là lúc biệt ly. Tường phủ đại nhân tới. Cha, cha, đừng sợ, đừng sợ. Cha có tiền, nhất định sẽ nghĩ cách, nghĩ cách, nghĩ cách. Đại nhân, ngươi là Du Bá Long sao? Cha, cha, là ta. Cha nó là Du Bá Long. Không phải, người ép Đồ Ti giết công văn, rồi trộm thiền quan đến động đình. Còn có sao? Họ bảo có thì xem là có. Còn không có, người nói dối, mình là tướng quân du kích, còn lừa huynh đệ Trần gia.
Đó là do họ tin ta, không liên quan đến ta. Không trách nó được, ta cũng tin thì sao? Ta tin ngươi nhất định sẽ trở thành tướng quân du kích thực thụ. Còn không mau cảm ơn Tuần Phủ đại nhân đi. Cảm ơn Tuần Phủ đại nhân. Trình Viên Ngoại đã kiện tới nha môn ta, ta đã làm rõ. Thẩm Văn Đào đã bị cắt chức điều tra. Hồ Châu cần tướng tài đắc lực, đại trí đại dũng, nên ta tới phong Du Bá Long làm tướng quân du kích, thống lĩnh binh mã giao động đình, diệt số thổ phỉ còn sót lại. Cảm ơn Tuần Phủ đại nhân, ta sẽ cố gắng cha. Cố gắng, cố gắng. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Tiểu thư, mau lên, sắp không kịp rồi. Đa tạ, đa tạ, đa tạ, đa tạ bà con của bác, đa tạ, đa tạ, đa tạ các vị bà con. Cho cô, cho cô. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân. Cô cũng tới hả? Ta thích dáng vẻ cô gọi ta là tướng quân. Sau này đừng gọi ta là Tiểu Tiểu Long nữa. Không gọi Tiểu Tiểu Long gọi là gì? Tiểu tướng quân du kích đó. Tiểu tướng quân. Ta thích dáng vẻ cô gọi ta là Tiểu tướng quân. Đây, sao nào? Giờ ta rất quay phong phải không? Sau này ta sẽ tìm cô. Cô không được bơ ta đó. Ta đi trước đây. Đại tướng quân. Thank you.